sẽ tiếp tục cập nhật sau đây kết quả giao dịch của các sàn chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ đã chìm trong sắc đỏ ở phiên giao dịch ngày 11 tháng 5 sau khi chịu tác động tiêu cực từ thông tin của các doanh nghiệp niêm yết. Nhóm ngành bán lẻ giảm mạnh nhất và cũng chính là nhân tố khiến cho phú quả đỏ sàn ở hầu hết khắp các chỉ số. Chốt phiên cả ba chỉ số chính là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều mất điểm trên dưới 1%. Dow Jones đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 2 năm nay. Trong đó, cổ phiếu của hãng phim hoạt hình đình đám Walt Disney giảm sâu nhất với hơn 4% sau khi bất ngờ công bố lợi nhuận quý 1 thấp hơn kỳ vọng. Còn tại S&P 500, báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên của 500 doanh nghiệp niêm yết hầu hết đều thấp hơn dự báo. Theo số liệu của Thomson Reuters, ước tính lợi nhuận của các doanh nghiệp bình quân giảm đến 5,4%. Riêng trong phiên giao dịch vừa qua, 9 trên 10 lĩnh vực tại S&P 500 mức điểm, dẫn đầu đà giảm là nhóm ngành bán lẻ. Cổ phiếu của đại gia bán lẻ Macy's cũng giảm xuống mức kỷ lục kể từ năm 2011, mất đến hơn 15% giá trị. Trước khi nhà sản xuất đồng hồ Fossil cũng chạm đáy 2009, giảm 34% điểm vào cuối phiên. Cả hai công ty trước đó đã mạnh tay các giảm dự báo trong năm nay sau khi đón nhận kết quả kinh doanh quý 1. Những nhà bán lẻ khác như là Kohl, Nordstrom và Dealers đều nằm trong xu hướng giảm sâu và đồng loạt mất hơn 6% giá trị vào cuối phiên và không tránh khỏi tác động xấu từ phố Wall đêm trước thì chứng khoán ở khu vực châu Á cũng đã giảm điểm trên hầu khắp các sàn giao dịch. Thị trường Nhật Bản may mắn giữ được sắc xanh giữa tác động của nhiều thông tin tiêu cực. Chốt phiên giao dịch ngày 12 tháng 5, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,4%. Còn lại, KS200 của Úc, Cosby của Hàn Quốc và Shanghai của Trung Quốc đều đồng loạt đỏ sàn. Thị trường Úc giảm sâu tại châu Á trong phiên này sau khi các mã chủ chốt của ngành tài chính ngân hàng gần như mất điểm hoàn toàn. Cổ phiếu ANZ, Westpac nằm trong xu hướng giảm, trong khi cổ phiếu của Commonwealth và Ngân hàng Quốc gia chỉ tăng nhẹ hỗ trợ thị trường. Trong một diễn biến không lạc quan hơn, sắc đỏ không chỉ bao trùm nhiều chỉ số tại Trung Quốc đại lục mà còn lan sang những thị trường lân cận. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 0,6%, còn chỉ số Shenzhen của sàn thẩm quyến cũng giảm gần 1,6%. Tại Nhật Bản, mặc dù chỉ số Nikkei vẫn giữ được sắc xanh vào cuối phiên, nhưng điều đó không phản ánh sự tích cực trên toàn thị trường. Tỷ giá đồng yên vẫn neo ở mức cao so với đô la Mỹ, tiếp tục kéo lùi nhiều mã xuất khẩu chủ chốt tại Nhật Bản cổ phiếu của mitsubishi electric canon đỏ sàn vào cuối phiên ngoài ra sự chú ý cũng dành cho nhóm ngành sản xuất ô tô tại nhật với báo cáo lợi nhuận kém lạc quan mang đến tác động tiêu cực trên nhiều chỉ số trong đó có toyota honda mazda và nissan có khoảng 7 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra vào ngày hôm qua. Căn cứ theo số liệu nghiên cứu của WHO công bố cách đây 2 năm, mức độ ô nhiễm tại một số thành phố lớn trên thế giới không hề giảm, ngược lại còn gia tăng đến mức báo động, ước tính mỗi năm có khoảng 7 triệu người chết vì ô nhiễm. Đây là vấn đề sức khỏe mang tính toàn cầu. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nâng cao nhận thức, tăng cường các biện pháp kiểm tra chất lượng không khí. Như vậy mới có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân. Theo báo cáo về mức độ ô nhiễm của WHO, năm 2014 có khoảng 1.600 thành phố bị ô nhiễm. Nhưng nay, con số này đã lên đến 3.000 thành phố. Trong đó, quốc gia ô nhiễm nặng nhất vẫn là Ấn Độ và Trung Quốc. Thưa quý vị, bên cạnh việc ô nhiễm thì chương trình lương thực thế giới WFP cũng vừa phát hành một video cảnh báo nạn đói ở Nam Sudan đang ngày càng trầm trọng với khoảng 5,3 triệu người có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực vào những tháng không thu hoạch trong năm nay. Trong 3 tháng đầu năm nay, hơn 2,8 triệu người ở Nam Sudan được WFP xếp vào nhóm khủng hoảng lương thực, với khoảng 40.000 người đang phải trải qua tình trạng hoàn toàn thiếu lương thực. Đây là hậu quả của cuộc chiến tranh dân sự hai năm nay dẫn đến sụp đổ kinh tế, giá lương thực tăng cao kèm theo lượng mưa thất thường. Nạn đói vẫn tăng cao bất chấp những nỗ lực chấm dứt chiến tranh của chính phủ Nam Sudan. Tổng thống nước này, ông Sanvakir, đã sa thải phó tổng thống, cũng là người gây ra bạo lực sắc tộc, ông Rian Macha, vào tháng 12 năm 2013. Hơn 250.000 người đã phải trốn chạy sang các nước láng giềng vì thiếu lương thực và hạn hán. Apin Rian là một nông dân rời khỏi Nam Sudan để đến Sudan với hy vọng sẽ tham gia vào việc xây dựng đất nước mới tôi rời khỏi với sự tức giận và buồn bã vì nạn đói đã buộc tôi đi khỏi quê hương. quê hương là quê hương. nếu có gì đó để ăn, tôi thậm chí không nghĩ tới chuyện rời khỏi đó. người dân Nam Sudan hy vọng tiến trình hòa bình đang diễn ra sẽ giúp cải thiện an ninh và do đó thị trường sẽ hoạt động tốt hơn cho người dân có thể tiếp tục cuộc sống. kể từ năm 2010, nhiều người đã trở về Nam Sudan để xây dựng cuộc sống trên mảnh đất tổ tiên. tuy nhiên, cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết hơn 50.000 người này đã một lần nữa chạy đến Sudan. giá lương thực tại Nam Sudan đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái ngày càng có nhiều người dựa vào viện trợ để sống. WFP phải huy động khẩn cấp 230 triệu đô la Mỹ để cung cấp lương thực trong vòng 6 tháng tới tại Nam Sudan, trước khi nhiều nơi nước này không thể tiếp cận được trong mùa mưa. Và hôm qua, thì công đoàn công nhân lớn nhất của Đức là IG Metal vừa biểu tình tại một nhà máy của Volkswagen ở Wolfsburg, yêu cầu tăng 5% lương cho khoảng 120.000 nhân viên của hãng xe đang làm việc ở Tây Đức. Công đoàn IG Metal yêu cầu Volkswagen phải tăng 5% lương cho công nhân và không được lấy vụ bê bối khí thải làm cớ để ảnh hưởng đến tiến trình tăng lương cho nhân viên. Một đại diện cho hàng trăm công nhân đã mạnh dạng phát biểu. Chúng ta yêu cầu được tăng 5% lương ở Volkswagen. Sau hai vòng thảo luận thì hiện giờ có thể thấy rõ ban điều hành của Volkswagen đang cố gắng trốn tránh sau vụ bê bối khí thải. Sẽ không có lý do gì để lý giải cho việc Volkswagen chưa đề xuất tăng lương trong cuộc thảo luận sắp tới. Hoặc là không ai được thưởng gì hết, hoặc là tất cả phải được thưởng. Trong năm ngoái, Volkswagen đã thua lỗ nặng nề nhất trong lịch sử bởi phải chi khá nhiều cho vụ gian lận khí thải. Hãng sản xuất ô tô này vẫn còn phải đối mặt với chi phí điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Lần đầu tiên trong vòng 6 năm, hãng đã phải cắt giảm cổ tức. Nếu phía công ty và công đoàn không đạt được thỏa thuận vào ngày 31 tháng 5 tới, IG Metal sẽ tổ chức một cuộc đình công ngắn hạn. Thưa quý vị, công ty sản xuất bia của Đan Mạch là Carlsberg vừa báo cáo doanh số quý 1 giảm hơn mức dự báo do nhu cầu giảm tại các thị trường Trung Quốc cũng như việc tỷ giá hối đá, tỷ giá hối đoái diễn biến trồi sụp. Doanh số bán hàng giảm 3% còn 13 tỷ coron Đan Mạch, tương đương 1,99 tỷ đô la, thấp hơn mức kỳ vọng là 13,18 tỷ coron của các chuyên gia. Tại thị trường châu Á, Casbus giảm 0,7% doanh số, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng mức tăng trưởng hơn 2%. Hãng này cho biết là mặc dù doanh số tăng tại Ấn Độ và Nepal, nhưng lại giảm tại thị trường Trung Quốc. Hệ quả của việc đóng cửa 7 nhà máy bia tại phía đông nước này để để mạnh khu vực phía Tây. Thêm vào đó, tuyết rơi, thời tiết giá rét làm nhu cầu bia tại Trung Quốc giảm 30%. Từ khi lên nắm quyền cách đây một năm, CEO của Casper đã triển khai chương trình cắt giảm chi phí và thúc đẩy bán hàng. Công ty Bi Đan Mạch này không che giấu lợi nhuận quý một của mình khi cho biết tăng trưởng lợi nhuận năm 2016 chỉ ở mức một con số. Ông cũng cho biết tỷ giá hối đoái sẽ có tác động tiêu cực đến doanh số và chỉ ở mức 550 triệu coron thay vì 600 triệu như kỳ vọng.